Chào bác, chúc bác nông dân trời sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Này thì mấy năm sang em sẽ quay cho bác hai dàn K8 sư tử. Miền Tây em gọi là K8 sư tử nha, tại vì có hình sư tử trên này. Hai dàn ca này, ca đợi cao nha cả nhà. Đó. Chạy theo nguyên bộ nó là dàn Kuta E8 nha nhà. Con này 8 ngựa. Con này là Kuta gọi là đỉnh cao nha. Đó, đầu bò xanh dần luôn. Đó, bánh bọng sạch sẽ. Máy này chưa vệ sinh gì hết nha cả nhà. Đó, bụi nè. Chưa vệ sinh gì hết. Nhưng mà máy ở đây là máy tiễn máy lửa không à. Đó, tháp nhớt kìa. Đó, nhà thấy nhớt không? Hiền khè luôn nha. Đó. Quá đẹp luôn nha. Đây lắp lại. Lại. Đó. Các bạn muốn biết giá sườn này bao nhiêu thì cứ liên hệ số điện thoại là 0988 3207. Gặp trực tiếp em hoặc tới tiệm máy Trọng Sang ở thị trấn Cà Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đó. Sườn tiếp theo là sườn K, cũng K8 luôn nha. Đó. Hai sườn này lóc gan hết nha cả nhà. Đó. Sườn là em bao ở nhà luôn, phút đùi phút gì là chưa xì nhớt gì hết. Đó. Như thấy như màn hình luôn. Đó. Đầu bò xanh dần luôn. Đó, xanh dần luôn nha cả nhà. Đó, 8. Mấy cái này là tại công gì á nha, để hình như cạnh thùng sơn á vậy, đổ dính nước sơn à. Sườn này thì nhìn nó hơi sạch hơn thời kia một tí nha. Đó. Đó, nhà thấy nhớt không? Hai sườn là nhớt nhông mộng màu xanh dần hết luôn. Quá đẹp, đẹp nhất lại. Đó. Rồi, ai cần thì cứ liên hệ em, cứ liên hệ số điện thoại 0988 3207 gặp trực tiếp luôn nha. Bông sới nè. Đó, quá trời bông sới đẹp luôn, chưa chảy nhớt chảy meo gì trơn nha cả nhà. Đây, sườn đẹp mà. Đó. Số thì ok. Đó, gặt cọc cọc luôn. Này cũng vậy. Rồi, chào cả nhà nha.